Nay em xin phép được tiếp nối các cái chủ đề trong phiên báo cáo về ung thư phổi với cái nội dung đó là cập nhật các cái phương pháp nội soi can thiệp điều trị hẹp phế quản do ung thư. Thì chúng ta thấy rằng là qua bài trình bày của bác sĩ Hashimoto thì cái ung thư phổi là một trong những ung thư mà có cái tiên lượng kém, và khi mà phát hiện ra thì ở cái giai đoạn 4 thì tỷ lệ sống sau 5 năm ở cả Nhật ấy, thì nó cũng chỉ khoảng dưới 10%. Nó nói lên gánh nặng của ung thư phổi trong cái việc mà chẩn đoán và điều trị trên lâm sàng. Và thấy rằng là có khoảng 20-30% những cái bệnh nhân ung thư phổi mà có cái tình trạng mà xâm lấn đường thở trung tâm, và cũng có những trường hợp khác không phải là ung thư phổi nhưng chúng ta cũng gặp cái đường tình trạng đó là xâm lấn vào trong lòng khí phế quản, ví dụ như những cơ quan bộ phận khác, nó chiếm từ 1-4% những trường hợp ung thư ngoài phổi di căn vào trong lòng khí phế quản. Về các cái biến chứng của tắc nghẽn đường thở trung tâm hay là tình trạng mà hẹp khí phế quản ấy, thì bệnh nhân có thể có những cái biểu hiện khó thở, rồi có những cái tiếng thở rít rất là đặc trưng trên lâm sàng khi mà có những cái tắc nghẽn ở đường thở lớn. Một cái biến chứng nữa, nếu mà cái tình trạng tắc nghẽn nó không được giải quyết một cách nhanh chóng thì có thể dẫn đến tình trạng nhiễm trùng viêm phổi ở dưới cái vị trí tắc nghẽn, và đặc biệt là tình trạng nhiễm trùng này tái đi tái lại nhiều lần. Và nếu mà chúng ta bỏ sót không tiến hành nội soi phế quản cho bệnh nhân thì có thể bỏ sót cái chẩn đoán cái khối u gây tắc nghẽn trong lòng phế quản. Bên cạnh đó thì những biến chứng khác nguy hiểm hơn có thể là bệnh nhân bị suy hấp nặng do tình trạng khó thở và cái yếu tố tắc nghẽn nó không được giải quyết. Thậm chí một số bệnh nhân là như trong hình vẽ hình minh họa ở đây là bệnh nhân phải đặt ống nội khí quản, đúng không ạ? Khi mà chụp CT lên thì cái ống nội khí quản nó vẫn nằm không đi qua được cái vị trí tắc. Và từ đó thì ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Một số trường hợp khác thì những cái khối u nó hoại tử và chảy máu và dẫn đến tình trạng ho máu nặng, thậm chí là ho máu sét đánh. Và cái tiên lượng sống của bệnh nhân khi mà có những tình trạng tắc nghẽn này nó chỉ được từ 1-2 tháng. Và người ta thấy rằng là có khoảng 40% những cái bệnh nhân mà ung thư phổi có tử vong do cái tình trạng mà tắc nghẽn đường thở trung tâm nếu mà không được điều trị. Về điều trị thì cũng đặt ra rất nhiều cái phương pháp điều trị từ trước đến nay, đúng không ạ? Những cái phương pháp mà điều trị của truyền thống như là ngoại khoa chẳng hạn thì nó là một phương pháp rất là triệt để, rất là hiệu quả trong những trường hợp mà ung thư giai đoạn sớm, đúng không ạ? Còn trong những trường hợp mà khi mà đã xâm lấn ở giai đoạn muộn rồi thì nếu mà chúng ta phẫu thuật để điều trị thì nó sẽ gây cái tình, nó sẽ hạn chế cái chỉ định, do là cái tình trạng lúc đấy bệnh nhân thể trạng đã suy kiệt, những cái điều kiện về tình trạng hô hấp và tuần hoàn không đảm bảo để bệnh nhân trải qua cái cuộc phẫu thuật. Và cái phẫu thuật này khi mà ở đã ở giai đoạn muộn rồi thì nó cũng không phải là cái phẫu thuật điều trị triệt căn mà cũng chỉ là điều trị tạm thời cho bệnh nhân thôi. Các cái phương pháp khác, ví dụ như hóa trị chẳng hạn, thì cái đáp ứng của nó chắc chắn nó sẽ chậm, không thể có đáp ứng ngay sau khi mà chúng ta chuyển hóa chất cho bệnh nhân được, mà đòi hỏi trên lâm sàng những cái bệnh nhân mà đã có tắc nghẽn khí phế quản, tắc nghẽn đường thở trung tâm là phải giải quyết tắc nghẽn càng sớm càng tốt để tránh những cái tình trạng suy hấp, thậm chí là nhiễm trùng hay là chảy máu. Phương pháp xạ trị thì cũng có hiệu quả trong một vài cái trường hợp nhất định, tuy nhiên thì nó cũng có thể gây ra những biến chứng như là có thể phù nề, chít hẹp cái đường thở ở cái vị trí mà chúng ta tiến hành xạ trị. Cái phương pháp nội soi phế quản thì là cái phương pháp cho phép mà giải phóng tắc nghẽn một cách nhanh chóng. Khi mà chúng ta chỉ định và làm cho bệnh nhân thì sau khi mà kết thúc thủ thuật, nếu mà thành công thì bệnh nhân sẽ giải quyết được cái tắc nghẽn ở trong đường thở, đúng không ạ? Bên cạnh đấy thì bệnh nhân cũng không phải trải qua những cái phẫu thuật mà lúc này thì nó còn không phù hợp với bệnh nhân nữa, do cái thể trạng bệnh nhân suy kiệt cũng như là do cái giai đoạn bệnh muộn rồi. Thì về phân loại thấy rằng là những cái khối u mà gây tắc nghẽn đường thở trung tâm thì có thể là bản chất những cái khối u nó, thứ nhất là những cái khối u mà nó thâm nhiễm ở trong đường thở và nó gây lồi vào trong lòng khí phế quản. Thứ hai là những cái khối u ở bên ngoài, có thể là ung thư thực quản, u hạch trung thất gây đè đẩy vào đường thở trong khi niêm mạc khí phế quản vẫn bình thường. Và cái loại thứ ba là cái loại mà chúng ta rất hay gặp trên thể lâm sàng, đấy là những cái trường hợp mà có những cái tổn thương nó vừa đè ép từ phía bên ngoài và vừa gây thâm nhiễm và hẹp cái lòng đường thở. Các cái lựa chọn điều trị đối với những bệnh nhân này thì chúng thấy rằng là do là bệnh nhân ở cái giai đoạn muộn, đúng không ạ? Khối u thường là nó đã di căn và xâm lấn nhiều nơi, và bệnh nhân có thể có những cái biểu hiện do tắc nghẽn đường thở với các cái triệu chứng như suy hấp, khó thở, ho máu. Cũng có một số ít các cái trường hợp khi mà khối u nó gây tắc nghẽn ở mức độ nhẹ, bệnh nhân không có triệu chứng gì cả mà chúng ta có thể thăm khám lâm sàng rồi bằng những phương pháp chuyển hình ảnh hay là nội soi phế quản ống mềm để làm bi lăng chẩn đoán ung thư và chúng ta phát hiện ra, đúng không ạ? Cái lựa chọn điều trị thứ hai chúng ta phải phụ thuộc vào cái đặc điểm của khối u. Đó là đầu tiên là cái tính chất, có những trường hợp là ung thư nhưng cũng có trường hợp là những cái khối u lành tính.
tiếp đến là cái mức độ phẫu thuật và cái khả năng phẫu thuật, rồi những cái tính nhạy cảm của cái bản chất ung thư đấy với những cái phương pháp mà hóa trị hay là xạ trị. Các cái điều kiện tiếp theo để mà lựa chọn điều trị đó là cái cơ sở vật chất tại cái cơ sở can thiệp. Ví dụ như cơ sở đó có đủ điều kiện để tiến hành những cái nội soi can thiệp ống cứng, thường là các cái nội soi mà nó phức tạp, đòi hỏi phối hợp giữa bác sĩ gây mê, bác sĩ hô hấp, thậm chí là cái bác sĩ ngoại khoa hay là bác sĩ của khoa hồi sức tích cực trong trường hợp mà phẫu thuật nó có những cái biến cố bất thường. Và cuối cùng là những điều kiện liên quan đến kinh nghiệm của người trực tiếp làm cái phẫu thuật. Thì chúng ta thấy rằng là theo cái khuyến cáo của cái hội hô hấp châu Âu, thì khi mà bệnh nhân có những cái khối u mà gây tắc nghẽn đường thở trung tâm là khí quản và phế quản gốc, thì cái phương pháp và nội soi can thiệp thì nó cũng được đặt ra là một trong những phương pháp mà được ưu tiên hàng đầu, kể cả khi bệnh nhân, đặc biệt là trong những trường hợp bệnh nhân mà đã có triệu chứng hay là có cái tình trạng mà tắc nghẽn trên 70% đường thở, thì lúc này thì người ta cũng ưu tiên cái việc mà sử dụng các cái phương pháp mà nội soi can thiệp để mà giải quyết tắc nghẽn một cách nhanh chóng. Tiếp sau đó chúng ta có thể áp dụng những phương pháp khác như là hóa trị, xạ trị bổ trợ cho bệnh nhân để tiếp tục nâng cao cái hiệu quả điều trị. Cái phương pháp đầu tiên là cũng là cái phương pháp mà nội soi can thiệp mà kinh điển nhất được áp dụng, đấy là phương pháp mà nội soi khí quản ống cứng. Thì đây là cái phương pháp chúng ta sẽ sử dụng một cái ống soi cứng đặt vào đường thở của bệnh nhân. Và phương pháp này thì bắt buộc là bệnh nhân phải gây mê toàn thân và phải dùng thuốc giãn cơ, đúng không ạ? Thì đây là phương pháp này được chỉ định trong những trường hợp mà hầu hết các trường hợp mà có khối u ở trong lòng khí quản mà chúng ta cần can thiệp để mà xử trí. Có thể là khối u thâm nhiễm, rồi có thể là trường hợp mà những cái khối u mà đã đè ép từ ngoài vào trong, hoặc thậm chí là những khối u mà ở cái dạng hỗn hợp, nó vừa có thâm nhiễm trong lòng khí quản cũng như là đè đẩy từ phía ngoài vào. Một số cái chống chỉ định của phương pháp này đó là bệnh nhân thì vì chúng ta phải đặt một cái ống nội soi cứng vào trong đường miệng của bệnh nhân, như trên hình vẽ, bệnh nhân phải ngửa cổ tối đa, cũng như lúc mà khi chúng ta đặt thì chúng ta phải vận động cũng như là tác động của vùng cổ và há mặt của bệnh nhân. Vì vậy trong cái trường hợp mà bệnh nhân có những chấn thương cột sống cổ mà chưa ổn định hay là những chấn thương há mặt thì chúng ta không làm được cái biện pháp này. Thì bên cạnh cái việc chúng ta thường là sẽ không đặt ống cứng đơn thuần mà thường sẽ kết hợp với những cái phương pháp điều trị khác, ví dụ như là cầm máu bằng đốt điện đông này, nong bóng khí quản hay là đặt stent khí phế quản để mà chúng ta giải quyết cũng như là đảm bảo cái tính thông thoáng của đường thở. Các biến chứng của phương pháp nội soi phế quản ống cứng thì chúng ta có thể thấy là vì cái ống chúng ta đưa vào là một ống cứng, đúng không ạ? Và có thể gây ra những nguy cơ như là chảy máu, như là thủng, thậm chí rò khí quản. Thì những cái biến chứng này chúng ta có thể khắc phục được bằng cái cách là chúng ta lựa chọn những cái ống soi có kích thước phù hợp, giãn thần, gây mê và giãn cơ một cách hiệu quả, cũng như là cái kinh nghiệm của phẫu thuật viên. Đây là cái hình ảnh đây là hình ảnh minh họa rất nhiều. Đây là hình ảnh minh họa mà chúng ta đặt ống nội soi khí quản ống cứng, dùng bản thân cái thành ống khí quản của cái ống đấy và kìm để mà loại bỏ khối u. Bật cái bên này. Thì những quý vị thầy cô có thể thấy là bản thân chỉ riêng cái việc mà chúng ta đặt cái ống nội khí quản cứng ấy thôi, chúng ta có thể sử dụng cái thành ống để mà loại bỏ khối u. Kết hợp với cái phương pháp khác đó là dùng kìm hoặc là những dụng cụ rất hiện đại như đốt điện đông hay laser để mà đốt khối u. Thì đây là một cái phương pháp cũng đã được nghiên cứu và áp dụng từ rất lâu rồi. Từ những năm 1990 thì cũng đã có những cái bài báo, những cái nghiên cứu mô tả ban đầu về cái phương pháp này. Thì cũng cho thấy là cũng có cái cải thiện triệu chứng lên tới 90%, tức là có hiệu quả trong việc mà giải phóng tắc nghẽn. Tuy nhiên thì bệnh nhân cũng có những cái biến chứng khi mà chúng ta áp dụng cái phương pháp mà loại bỏ khối u bằng cái chỉ bằng nội soi phế quản ống cứng thôi, như là tình trạng chảy máu, tràn khí màng phổi, một số trường hợp thì có tình trạng suy hấp hay là rối loạn nhịp tim. Cái phương pháp tiếp theo chúng ta áp dụng thường là đốt điện đông cao tần. Phương pháp này thì dựa trên cơ chế chúng ta sử dụng một cái giọng điện cao tần để cắt đốt hoặc cầm máu cái tổ chức u bằng hiệu ứng nhiệt mà sinh ra bởi cái dòng điện cao tần, đúng không ạ? Một trong những ưu điểm của phương pháp đốt điện đông cao tần đó là có thể sử dụng cả với nội soi phế quản ống mềm và nội soi phế quản ống cứng tùy từng trường hợp bệnh nhân. Những trường hợp mà những khối u nhỏ mà chúng ta tiên lượng có thể làm được trong một cái thời gian ngắn và nguy cơ chảy máu ít thì chúng ta thậm chí có thể làm bằng nội soi phế quản ống mềm. Và cái những cái biến chứng của phương pháp này thì nếu mà khi mà sử dụng những cái mốt đốt một cách phù hợp thì nó sẽ cũng ít gây ra cái biến chứng như là chảy máu hay là thủng. Cái nguy cơ của phương pháp này đó là khi mà chúng ta nếu mà đốt theo chu vi, sẽ đốt toàn bộ chu vi thì có thể gây là sẹo hẹp sau khi đốt.
Thì chúng ta thấy rằng là đối với những dòng điện thông thường ấy thì thấy cái diện tổn thương nó sẽ rộng và sâu, và chúng ta sẽ không kiểm soát được cái mức độ tổn thương khi mà đốt. Còn ngược lại với cái dòng điện mà cao tần ấy, thì cái diện tổn thương sẽ hẹp. Chúng ta sẽ kiểm soát được cái diện tổn thương và tránh được những biến chứng như là thủng hay là rách thành khí phế quản. Chỉ định của phương pháp này đó là nhìn chung thì được chỉ định rất rộng rãi, được áp dụng cùng với phương pháp mà nội soi phế quản ống cứng, vừa để cầm máu khối u chảy máu trong trường hợp mà khối u chảy máu, rồi có thể sử dụng để đốt những cái sẹo hẹp khí phế quản sau lao, hay là sau đặt ống khí quản, hay là sau mở khí quản. Các cái chống chỉ định đó là trong trường hợp mà cái khối u này gây tắc nghẽn đường thở nhưng nó chỉ do những cái tổn thương đè ép từ bên ngoài vào. Bệnh nhân không có những cái tổn thương thâm nhiễm ở bên trong niêm mạc thì trường hợp này chúng ta không đốt, vì nó sẽ tổn thương bản thân cái niêm mạc lành của khí phế quản. Hay là trường hợp mà bệnh nhân đang đeo máy tạo nhịp pacemaker thì cũng không áp dụng được phương pháp này, vì nó có thể ảnh hưởng đến cái hoạt động của máy tạo nhịp của bệnh nhân. Đây là một số cái hình ảnh mà minh họa về cái việc mà chúng ta sử dụng phương pháp đốt điện đông cao tần để đốt cũng như là cầm máu những cái khối u. Ok, em bật cho anh này. Không, next. Đây hình bên một bên, đây hình bên trái đấy là chúng ta sử dụng cái phương pháp đốt điện đông cao tần để điều trị cái sẹo hẹp của bệnh nhân mà sau đặt ống nội khí quản. Quý thầy cô cũng thấy là khi chúng ta đốt thì có thể giải phóng được cái khẩu kính của đường thở, đốt bỏ cái phần mà sẹo làm đường thở rộng ra. Em bật hình bên trái cho anh. Tắt tiếng. Còn đây là hình ảnh chúng ta đốt điện đông cao tần với cái khối u ở trong lòng khí phế quản. Về hiệu quả của phương pháp này thì các cái nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là nó cho phép cải thiện triệu chứng lên đến 96%, và một số nghiên cứu cũng chỉ ra được là nó chỉ cải thiện cả cái chỉ số FEV1. Thì so với cái phương pháp mà laser là một cái phương pháp rất là hiện đại và hiệu quả thì cái giá thành của nó rẻ hơn nhiều, đúng không ạ? Để trang bị những cái máy đốt laser thì cái giá thành rất là đắt, trong khi những cái máy đốt điện đông cao tần thì giá thành rẻ hơn. Các cái biến chứng của phương pháp này thì nhìn chung là hiếm nếu cho sử dụng những cái mốt đốt phù hợp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không gặp những cái biến chứng như là viêm hay thủng, vì chúng ta kiểm soát được cái tần số cũng như là cái dòng điện đông cao tần, nó sẽ kiểm soát được cái diện tổn thương của nó phù hợp. Phương pháp tiếp theo đó là sử dụng laser, là một cái phương pháp nó mang tính cách mạng, đúng không ạ? Cho cái hiệu quả đốt rất là hiệu quả và mạnh. Nó được sử laser thì bạn được sử dụng trong cái các cái phương pháp để mà cắt hàn tổ chức. Rồi các cái tác dụng trên tia laser thì bao gồm những tác dụng quang đông, tác dụng điện từ trường và tác dụng nghiền năng. Thì phương pháp laser này chúng ta cũng như vậy, chúng ta cũng có thể sử dụng với cả nội soi phế quản ống mềm và ống cứng. Các cái tổn thương, đối với những cái tổn thương mà gây thâm nhiễm hay là trong lòng khí phế quản thì nó sẽ cho hiệu quả về cải thiện triệu chứng cũng như là chức năng thông khí, và từ đó phục hồi được cái khẩu kính đường thở. Tuy nhiên thì để mà trang bị được cái máy đốt laser này thì cái giá thành là cao, và không phải cái cơ sở nào cũng có thể trang bị được. Nhìn chung thì phương pháp này cũng ít có biến chứng, và cũng có một số trường hợp nó gặp cái nguy cơ như là thủng hay là giò khí phế quản. Đây là hình ảnh minh họa về cái phương pháp mà đốt laser. Thì hiệu quả của nó thì cho thấy rằng là các cái nghiên cứu chỉ ra rằng nó duy trì được cái khẩu kính đường thở lên đến 92%. Các cái triệu chứng như cũng có cải thiện về triệu chứng hô hấp của bệnh nhân, thông số khí mạch động mạch, rồi chức năng thông khí. Cũng có gặp một số trường hợp bệnh nhân có ho máu nặng, và cái tỷ lệ tử vong thì nó chỉ dưới 1%. Phương pháp tiếp theo được sử dụng đó là cái phương pháp mà điều trị áp lạnh. Đầu tiên thì phương pháp áp lạnh thì được sử dụng trong trường hợp mà chảy máu, giảm đau trong trường hợp mà chúng ta phẫu thuật cắt cụt chi. Gây cơ chế của phương pháp này chúng ta gây nhiễm độc và làm chết tế bào ở cái nhiệt độ rất là thấp mà bằng nitơ lỏng. Phương pháp này thì có thể thực hiện được cả bằng nội soi phế quản ống mềm và ống cứng. Cái tác dụng của phương pháp này thì nó có một cái điều đặc biệt là nó vừa xảy ra ngay tức thì sau khi mà chúng ta điều trị áp lạnh, nhưng cũng có thể và kéo dài từ 10 đến 15 ngày sau thì sẽ đạt cái hiệu quả tối đa. Thì nó sẽ được áp dụng trong những trường hợp mà những cái khối u xâm lấn ít, không gây tắc nghẽn cấp tính, đặc biệt hiệu quả trong những trường hợp mà cầm máu, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đòi hỏi vừa phải tiến hành nội soi để chẩn đoán cũng như là vừa tiến hành để nội soi để điều trị những cái tắc nghẽn trong lòng khí phế quản, và cái tỷ lệ biến chứng của phương pháp này thì thấp và không có những nguy cơ gây như là thủng hay là gây sẹo hẹp giống như đốt điện đông hay là laser.
Phương pháp tiếp theo, một cái phương pháp rất là quan trọng, đấy là đặt stent khí quản. Thì nói về lịch sử của stent thì những cái stent khí quản nó được ra đời từ năm 1965. Ở thời điểm này thì những stent khí quản người ta đặt qua cái đường mở khí quản, tức là để mà đặt được stent khí quản chữ T vào trong đường thở của bệnh nhân thì bệnh nhân bắt buộc phải mở khí quản và đưa stent để duy trì cái thông khí và cái khẩu kính đường thở. Tuy nhiên thì gần đây thì đã cũng có những cái stent mới được phát minh ra, những cái Dumont stent, tức là những stent có cái gai ở trên thành của stent, giúp cho việc mà chúng ta khi đặt vào đường thở của bệnh nhân, stent sẽ bám được vào đường thở và nó sẽ ít bị di lệch. Cũng có những cái stent khác dưới dạng là stent phế quản nhưng mà là stent kim loại được đặt bằng cái nội soi khoai quản ống mềm. Thì phương pháp này một trong những ưu điểm đối với những trường hợp là stent khí phế quản đó là sừng dây stent thì nó có cái khả năng giữ vững đường thở rất tốt, có độ đàn hồi và không tăng sinh những cái tổ chức hạt và không ảnh hưởng đến cái việc dẫn đều. Thì một trong những cái khó khăn hiện nay của cái phương pháp mà đặt stent khí phế quản đấy là cái giá thành của stent nó vẫn còn cao, đúng không ạ? Một cái stent có thể dao động từ khoảng 30 đến 60 triệu một stent. Và nhưng tuy nhiên thì cũng rất may là những cái chi phí liên quan stent khí phế quản này thì cũng đã được chấp thuận và thanh toán bởi bảo hiểm y tế. Cái stent silicone của chúng ta thì nó sẽ có cái ưu điểm đó là ít tăng sinh tổ chức hạt. Tuy nhiên khi mà chúng ta bắt buộc phải đặt qua nội soi phế quản ống cứng, chúng ta không thể dùng nội soi phế quản ống mềm để mà đặt cái stent silicone như thế này được, đúng không ạ? Nó sẽ có rất là ưu điểm hiệu quả trong trường hợp mà những cái khối u chèn ép xâm lấn gây tắc nghẽn khí phế quản. Một số trường hợp chúng ta nếu mà thấy những cái khối u nó có thể thuyên giảm sau cái điều trị hóa chất hay là bằng những phương pháp bổ trợ mà khối u nó thuyên giảm về kích thước, thậm chí chúng ta có thể rút lại stent ra được, đúng không ạ? Và nó ít gây tăng sinh tổ chức hạt. Tuy nhiên nó sẽ khó khăn đó là trong trường hợp mà hẹp khí phế quản, đặc biệt là những trường hợp mà hẹp do sẹo ở cái đoạn cao mà sát dây thanh thì nó sẽ gây khó khăn khi mà đặt. Và với những ưu điểm đấy thì tôi thấy rằng là nó là cái lựa chọn hàng đầu trong điều trị hẹp khí phế quản. Ở stent kim loại thì cái ưu điểm lớn nhất của stent này đó là chúng ta có thể đặt bằng nội soi phế quản ống mềm, tức là không cần thiết phải giãn cơ, đúng không ạ? Bệnh nhân chỉ có thể gây mê tĩnh mạch thông thường cũng có thể đặt được stent kim loại metallic stent qua nội soi phế quản mềm. Và hiệu quả thì nó sẽ tốt trong cái trường hợp mà bệnh nhân đặc biệt là có tình trạng giò đường thở với cả đường tiêu hóa, chẳng hạn hoại giò khí phế quản của trung thất và có cái hoại tử ở chỗ hẹp thì stent kim loại thì nó sẽ có những cái ưu điểm. Tuy nhiên thì một số những cái nhược điểm đó là cái stent này thì thường nó sẽ mềm và nó sẽ kém vững và tạo cái ổn định kém hơn. Trong những trường hợp mà khối u mà to gây chèn ép nhiều chẳng hạn thì stent kim loại hay metallic stent ấy, thì nó sẽ khó để giữ được cái thành đường thở giống như là stent silicone. Một cái nhược điểm nữa đó là cái stent này nó cũng gây ra cái tình trạng mà tăng sinh tổ chức hạt. Thế khi mà chúng ta đặt vào rồi, khi mà đến lúc mà lấy ra thì cái tình trạng tăng sinh tổ chức hạt sẽ dẫn đến rất là khó khăn khi mà lấy ra, thậm chí gặp những biến chứng như là chảy máu trong quá trình mà lấy ra. Nhìn chung về cái phương pháp mà đặt stent khí phế quản thì nó sẽ cho phép hiệu quả trong việc cải thiện triệu chứng cũng như là cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, cải thiện các cái thông số về khí máu động mạch, chức năng thông khí. Cái tỷ lệ biến chứng chung thì với những mức độ khác nhau thì nó có khoảng 9,4%. Trong đó cái biến chứng rất hay gặp là chúng ta bị di lệch stent, có thể là do đoạn hẹp nó ngắn, đúng không ạ? Do tình trạng đè đẩy từ ngoài vào, do cái vị trí hẹp ở đoạn cao ngay dưới phần thanh môn. Một số biến chứng khác có thể gặp là tình trạng u hạt, tăng sinh u hạt ở cực trên hoặc cực dưới stent, hay là nhiễm trùng, ho máu hay là tắc đờm. Một cái thử nghiệm ngẫu nhiên thì có đối chứng trên 75 bệnh nhân thì đã đánh giá cái hiệu quả của phương pháp này của đặt stent silicone, thì người ta thấy rằng là cái hiệu quả nó cải thiện được cái triệu chứng của bệnh nhân. Đấy. Tuy nhiên thì nó cũng không cải thiện được thời gian sống thêm của bệnh nhân vì đây là cái phương pháp nó chỉ điều trị triệu chứng giải phóng đường thở cũng như không phải là phương pháp mà điều trị triệt căn khối u. Ở một số cái ví dụ ở đây là một cái trường hợp bệnh nhân có cái khối u ung thư biểu mô vẩy từ thực quản xâm lấn đè đẩy toàn bộ cái lòng khí phế quản. Như quý vị đồng nghiệp có thể thấy là cái khối u nó gây tắc nghẽn gần như là toàn bộ cái đường kính của khí quản ở trên hình nội soi. Còn trên hình chụp các lớp vi tính thấy rằng là khối u nó cũng che lấp gần như toàn bộ cái đường kính khí quản. Và những bệnh nhân này thì đã được nội soi phế quản can thiệp bằng ống cứng cũng như là sử dụng các phương pháp như đốt điện đông và đặt stent để mà đảm bảo được cái. Đây là hình ảnh của bệnh nhân mà sau khi mà đã được stent đặt stent silicone vào trong khí quản. Thì chúng thấy rằng là cái đường thở bệnh nhân được đảm bảo thông thoáng cũng như là được giữ vững sau khi mà được đặt stent. Thì những cái trường hợp này sau khi mà đặt xong thì những cái cải thiện trên lâm sàng là rất là rõ rệt. Bệnh nhân giảm bớt cái triệu chứng khó thở, thậm chí hết triệu chứng suy hấp và chỉ cần theo dõi những cái biến chứng như là chảy máu
hay là có thể tắc đờm, thì chúng ta có thể đảm bảo được hiệu quả của phương pháp sau khi can thiệp. Ở một cái trường hợp khác cũng là đặt stent khí phế quản, thì là ở một trường hợp bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến nhảy. Đây là một cái trường hợp mà của một cái đồng nghiệp, một cái bác sĩ ở bệnh viện ở trên tỉnh ở miền núi phía Bắc, đúng không ạ? Anh này thì đã có cái tiền sử là gây sút cân và ho khan trong khoảng hơn 2 năm. Tuy nhiên thì cái thời điểm ban đầu thì anh ấy đi khám và chỉ chụp các lớp thông thường thôi, thì sẽ không thấy một cái tổn thương gì trên phim mô cả, trên phim các lớp vi tính. Tuy nhiên đến 2 năm sau khi bắt đầu có những triệu chứng nhiễm trùng, bệnh nhân này là vào viện vì những cái nhiễm trùng đường hô, và khi mà được soi phế quản thì sẽ cái hình ảnh tắt tiếng ấy. To thế. Thấy khối u nó bí tắc hoàn toàn lòng phế quản gốc bên trái của bệnh nhân với cái tình trạng là có viêm phổi áp xe hóa, đúng không ạ? Và bệnh nhân này cũng được nội soi phế quản và đặt stent. Thì đây là hình ảnh bệnh nhân mà sau khi được nội soi phế quản và đặt stent thì thấy rằng là cái rồi tắt tiếng em. Hình ảnh của bệnh nhân sau khi đặt stent thì thấy rằng là cái phổi bên trái của bệnh nhân thì cái tình trạng viêm giảm rõ rệt và tái thông khí được toàn bộ của thủy dưới phổi bên trái và cải thiện được cái triệu chứng. Sau đó thì bệnh nhân tiếp tục có cái cơ hội để mà điều trị hóa chất để mà kiểm soát cái tình trạng của khối u. Về kết luận thì chúng thấy rằng là ung thư xâm lấn khí quản phế quản thì là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây tử vong, suy giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và cái phương pháp mà nội soi phế quản can thiệp là một cái phương pháp điều trị hiệu quả, nó giúp giải phóng nhanh chóng tình trạng mà tắc nghẽn đường thở, cũng như là nó giữ vai trò rất là quan trọng trong điều trị những ung thư xâm lấn. Các kỹ thuật chính mà chúng ta có hiện nay mà đã áp dụng tại Việt Nam như là nội soi phế quản ống cứng, đốt điện đông hay là đặt stent khí phế quản, các cái kỹ thuật cao hơn ví dụ như dùng tia laser chẳng hạn hay cryotherapy thì nó cũng chưa được phổ biến tại Việt Nam. Việc mà lựa chọn kỹ thuật thì sẽ phụ thuộc vào các cái bệnh cảnh lâm sàng cũng như là cái điều kiện trang thiết bị và kinh nghiệm của phẫu thuật viên. Và khi mà chúng ta làm can thiệp thì việc mà kết hợp nhiều phương pháp với nhau như là nội soi ống cứng này rồi đốt điện đông, và sau đó khi mà đã kiểm soát được đường thở rồi thì chúng ta có thể áp dụng các cái phương pháp như là hóa trị, xạ trị hay thậm chí là những điều trị đích để mà cải thiện cái thời gian sống thêm cho bệnh nhân. Vâng, một lần nữa thì em xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của thầy cô cùng quý vị đại biểu ạ.